Cây giống lâm nghiệp Tam Đảo xin chào các bác anh chị nhé. Thì hôm nay em lại tiếp tục ra vườn để quay cho các bác về cái cây của bên em nhé. Thì có rất nhiều các câu hỏi của các bác đặt ra là cho em là cái về cái vấn đề trồng và chăm sóc cây gió bầu như nào cho nó hiệu quả. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu với các bác cái quy trình trồng và chăm sóc cây gió bầu này một cách hiệu quả nhất nhé. Đấy, như các bác có thể nhìn đây, bên cạnh em đây là cái cây trầm hương gió bầu bên em đã trồng cách đây cũng khá là lâu rồi. Đấy, thì cái vấn đề chăm sóc cái cây trầm hương gió bầu ấy, thì nó sẽ rất là dễ các bác nhé. Đấy, thì cái thời điểm đầu ấy, để trồng ấy, thì các bác có thể chăm bón kỹ để cho cây nó vươn lên mạnh. Đấy, nhưng mà cái giai đoạn sau ấy, thì các bác hầu như những cái cây này thì phải chăm sóc rất là ít. Đấy, hầu như là mà bón biết các thứ bón phân cũng không tốn nhiều thời gian của các bác đâu. Ví dụ như cây này bên em đã trồng được khoảng độ 7 năm rồi. Đấy, như cây này được 7 năm rồi. Thì cái thời gian đầu á để trồng và chăm sóc cây này á thì bên em cũng chỉ bón phân độ khoảng 1-2 năm đầu thôi. Còn hầu như á cái thời gian sau á thì cây nó phát triển tự nhiên rất là tốt. Đấy, chính vì vậy mà cái cây gió bầu ấy thì hầu như cái các khu vực đất ấy ở trên đất đồi ở các vùng sâu ấy, các bác khó chăm sóc ấy, thì các bác có thể đầu tư cái cây này nhá. Thì nó sẽ mất rất ít thời gian chăm sóc của các bác. Đấy, còn cái vấn đề về khoảng cách trồng cây gió bầu như nào ạ, thì các bác có thể đây, như bên em đã trồng đây, cây nó sẽ cách nhau khoảng độ 2,5 mét các bác nhé. Đây, khoảng cách từ cây này đến cây này nó sẽ độ khoảng chỉ khoảng 2,5 mét thôi. Tại sao cái khoảng cách nó lại nhỏ như vậy? Vì tại vì cái cây gió bầu ấy thì tán của nó sẽ khá là nhỏ. Đây các bác có thể nhìn này, tán cây của nó này khá là nhỏ này, nó không chen chúc cành lá sang hai bên quá là nhiều. Vì vậy mà các cái cây bên cạnh ấy sẽ không bị ướm các bác nhé. Đấy, đấy là cái vấn đề mà cái cây gió, tại sao cái cây gió bầu cái khoảng cách trồng của nó lại nhỏ hơn. Ví dụ như các bác trồng những cái cây gỗ khác ấy, những cái cây gỗ lâm nghiệp lớn, cây lâu năm chẳng hạn, như thì nó sẽ phát tán sang hai bên rất là rộng. Đấy, vì vậy mà cái khoảng cách trồng ấy nó có thể ra đến khoảng 5 mét. Đấy, để cho cây nó phát triển một cách tốt hơn. Đấy, thì cái dòng này thì hiện tại thì bên em cũng đang cung cấp đi cho các bác cái giống cây rất là nhiều nhé. Đấy, các bác có nhu cầu muốn trồng thì có thể liên hệ cho bên em. Bên em sẽ tư vấn và báo cho các bác những cái giá mà tốt nhất. Đấy, thì hiện tại thì bên em cũng cung cấp số lượng lẻ về cây giống cho các bác, để các bác có vườn nhỏ để có thể trồng đầu tư về sau. Đấy, còn video này em xin dừng tại đây. Nếu mà các bác nào mà thấy video của em hay thì cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh để em có động lực để ra những cái video hay chia sẻ đến bà con các cách trồng và chăm sóc cây. Đấy, còn video em xin tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.